Chào các bạn, trở lại kênh Cuộc Sống Thông Quen Tây. Giờ mình theo thằng cháu tiếp tục hành trình đi dãy côn bắt cá lóc ngoài ruộng các bạn. Rồi hôm nay cách thức thằng cháu để sao các bạn ơi. Đây các bạn thấy nó chạy máy các bạn, đồng hơi sâu, nước sâu chạy máy. Đây là cái nơm các bạn. Nơm đây hồi cá chuối cái bắt cá các bạn. Rồi là mình quay cái dàn côn các bạn. Nó cái dòng dây chì các bạn. Chạy các bạn thấy căng lên gì cho giữ ổn định các bạn đó. Chạy gì đụng cá chuối cái nó có tim các bạn, tim cái mình lấy cái nơm á. Lấy cái nơm mình xuống mình úp vô các bạn rồi mình bắt. Nghe là nghe đẩy côn các bạn. Chuối nữa các bạn. Đó, cá chuối đó để coi hên không? Gió quá các bạn, gió quá sống khó thấy tim lắm các bạn. Dính không? Cô Huy à? Ồ, cá quá bự các bạn. Đây đưa. Ồ, dính được cá Cô Huy các bạn. Đâu bự đi cái đầu rồi, cái quy phá bự quá bự các bạn. Rồi, cái quy phi luôn các bạn. Rồi, mới dính được cái quy phi các bạn. Nghề để côn này cá gì cũng dính hết cho các bạn. Các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm chia sẻ cho mình các bạn và nhớ bấm cái chuông nha các bạn. Để mình ra video mới các bạn ủng hộ mình nha. Trời gần chuyển mưa nên gió quá trời, bắt cá hơi khó các bạn. Thấy cái tim nó hơi khó. Các bạn thấy chạy nha. Mình chạy những cây sắt không nha các bạn, không có gì nha các bạn. Rồi, cá chuối nữa các bạn. Đó là cái nơm úp lại các bạn, nó úp ngay chân cái tim nữa các bạn ơi. Cái tim nó chuối á. Coi đợt này hên nữa không các bạn. Chuối rồi ốp lại gì các bạn, ốp lại cái bắt nha các bạn. Khi dính cá chê rồi nữa các bạn, cá chê, cá lóc, cá rô phi, cá rô. Chạy hả? Rồi chạy các bạn. Giờ chắc được ký mấy rồi, hai ký rồi. Ừ, vô rồi. Tại mình ra trễ nãy giờ nó đẩy được cỡ 2 kg cá lóc rồi các bạn. Nó cái bỏ trong đó các bạn. Đó các bạn thấy chị đò các bạn. Đó nào cạn gì mất đẩy các bạn. Rồi chuối nha các bạn. Đó. Cá chuối nha các bạn. Khó thấy quá à, sống quá các bạn ơi. Rồi.
chuối mất tim rồi các bạn. Chạy tục rồi, đợi lần sau nha các bạn. Rồi có hình nữa các bạn. Gió quá khó bắt. Rồi tiếp tục đi nha các bạn. Rồi chạy vô, giờ chạy vô cái đồng chét luôn các bạn. Rồi, cá chuối nha các bạn ơi. Rồi, lần này chắc dính nha các bạn. Chuối thấy tôm còn thấy cái tim còn nha các bạn. Thì ông này không có sống nha các bạn. Thôi đừng cá lóc nữa các bạn, cá lóc nhỏ. Cá lóc này mà đem về kho tiêu là hết sảy nha các bạn. Rồi các bạn xem video thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.